bệnh về hệ tiêu hóa, bệnh về những cái liên quan đến hành kinh, ví dụ như là xương khớp, họng, phổi, mồm miệng. Rồi mọi người tìm đi, đó là thay luận sơ sơ bộ là sẽ như thế. Rồi phòng dưới này là vậy, con phòng kế này là gì? Quay về hướng trái đầu quay hướng trái như vậy luôn hả? Cũng giống vậy thầy, mà quay về hướng trái tức là bắt đầu quay đây hả? Đầu đấy đúng không? Đấy đúng không? Anh bên ngoài đây đúng không? Thầy biết được anh bên ngoài anh trong luôn vậy đó. Thầy ghê làm gì luôn á. Nếu mà anh nằm ngoài nó giường đó thì anh bị giờ anh bị. Vì anh năm ngoái anh bị nặng hơn rồi anh, bây giờ anh đổi lại rồi anh sẽ bị nặng hơn. Nhưng mà đổi cùng xíu thầy, tại vì nhưng mà bốn người là bốn người đổi thì thay cho nhau mà giỏi. Nhưng mà hai đứa con là bị bệnh chưa? Các chú hay bị bệnh lạc giặc cái thầy nói. À chứ bệnh đổi sớm nữa chứ không cũng bị chậu tiếp. Chưa đến ngày giờ á. Mà nặng nhất nó sẽ được. Chưa đến ngày giờ đi. Chưa đến ngày giờ. Bạn chuyển gia là bóc trước. Đổi chỗ này, đổi chỗ khác, hay là đổi sao này? Rồi, bây giờ ở đây toàn thay phong thủy hết đấy, đó. Bây giờ anh bóc đi. Anh bóc thầy nào hả? Anh bóc thầy nào? Nào kêu sư phụ quá, sư phụ. Kêu, thầy mặc áo vàng. Không phải áo vàng à? Không phải à, không phải áo vàng à. Phong thủy là áo đỏ. Rồi, một ca trực tiếp, mọi người để chụp hình lại. Giường ngủ vị số 5, bếp số 5. Lưu lại. Hành thổ. Nhưng dính gì rồi? Đây là năm xe nhà là 2016. 2006. Tỷ nữa là vừa có hưởng nha. Luận tại vì sao là bị từ năm ngoái. Đúng không? Vì sao là năm ngoái là nó phải bệnh mạnh mình đã thấy chưa? Mà không phải là hướng Tây Bắc hả? Mà không phải là ông khác. Mà nó tốt là hướng Tây Bắc cái gì? Là bị ngủ hoàng tính. Ngủ hoàng cái gì? Thải bắt bìa hàng thải tuế. Thải tuế cái gì mà thải tuế? Tuế phá. À vậy đó, nó kẹt kìa đó. Hướng thiền thì nó bị tuế phá. Năm ngoài là đông nam là đông bắc đúng không? Năm ngoài là đông tây bắc đúng không? Đông bắc, bắc đông bắc. Rồi nhìn vô mọi người luận sơ bộ được chưa? Cái nhà này phải làm gì? Chị Mui. Bởi vì thầy mọi người cứ bảo là nhà nở hậu là tốt này nọ, nhìn thấy kia thấy nhà nở hậu ok quá. Đó là nở hậu đó gì không? Đúng rồi, nhưng mà nó ngay lẹo luôn đó. Đầu cuộc đôi voi á. Đấy á, ngu cho ngu cũng bệnh, bệnh cũng bệnh. Đúng không? Nhà này máy mạnh là mỗi cửa đi
anh đi cái cửa ngay là rửa nha luôn đúng không? Cái cửa đã bao của anh nhá. Nhà. À, máy được cái cửa rửa nha chứ không đi một trong hai cửa lệch lệch ngay nên nói nhưng mà còn nhanh hơn nữa. Thôi này còn không xấu. Đây đi. Bây giờ cái giường á, nếu mà anh muốn nằm á là anh để giữa, kéo ra giữa thì nó đỡ cái bếp nhiễm về phía dưới đây. Nhà này làm gì làm cửa lại thế chứ còn làm cái gì hết á. Thì nếu không làm cửa lại thì giờ chỉnh cửa, chỉnh không cửa, chỉnh cửa lại thì không ăn làm ăn gì được cái nhà này vậy đó. Đúng không? Để chỗ nào cũng thấy xấu á. Đúng rồi. Không ăn gì được. Bây giờ tạm thôi với con ngồi đây xa nhưng thấy xấu quá. Con ba luôn thấy mệt mỏi luôn. Không đổi cửa cái 6 cách trống này nó phải chỉnh lại hết. Có đổi cửa cái nó về hơn không? Đương nhiên đó nhưng mà sơ bộ mình phải nhìn dựa vào cái tính ban của cái hướng đông bằng hai được. Đó con nếu như mà dựa vào sơ bộ là phải chỉnh cửa đó. 1, 2, 2 bây giờ anh lưu ý cho em này, cái chỗ nào mà có số 5 và số 2 là chỗ đó xấu nhất trong nhà. Bốn góc nhà thấy chưa, bao gồm cửa nhà này, cửa phòng ngủ này, bếp này, giường ngủ này, cái chỗ nào mà dính hai một trong hai cái số này là chỗ đó xấu. À thứ gì dọn dọn gì hết. Cái chỗ nào cũng có số 2 này. Đó, cái chỗ này có số 2, số 5 lên nha, cái chỗ đó xấu. Đúng rồi, chỗ đó luôn, đặt bếp xấu này, đặt giường ngủ xấu này. Nó là con cửa nhà xấu này, cửa phòng ngủ xấu này. Hai góc này thì số 5 số 2 tiền, hai góc kia số 5 số 2 tiền. Nhưng nó tự thấy đó. Nhưng mà 2 thì coi như chảy hết. Đúng rồi, áp nguyên cái này 4 căn nhà của anh. Anh thấy chỗ nào có số 5, số 2 là chỗ đó xấu nhất. Nếu mà cái này bây giờ nếu mà chỉnh cửa là cha nó cho nó về năm hai, là đúng năm hai. Vương sơn vương hướng đương nhiên đó là cái bài tỉnh bắt đầu mình phải dựa vào cái tính ban thực tế cái bộ thì trong căn nhà xem là cụ thể như thế nào để khỏi cái đờ sửa chữa. Nhưng mà nhìn vô đây là thấy xấu quá, đúng rồi, mình không được bệnh nữa. Anh đưa đây cửa gì ta, em đưa đi. Công ty gì nhá? Khốn. Công ty khốn hả? Tấn thời, tấn thời là bao nhiêu? 71 á. Là cũng vi khôn. Đúng rồi, lắm. Mọi người kiểm tra lại nha. À, nhanh quá. Rồi vợ. Chúng có lẽ là bao nhiêu? Nhỏ hơn 1 giờ. 83. 3 tuổi rồi, quý ơi. Quý hợi đắp quá. Công ty là gì? Quý hợi. Là chút. Đoài chứ? Đoài. Đoài. Rồi. Rồi đoài đúng không? Rồi. Bác cụ mời cái này chắc là mình liên quan đến tòa sưu tập chứ đâu bây giờ. Hai. Bác cụ mời cái này là thực tế đó. Đúng rồi thầy. Cây trang bị xương khớp rồi tai biến. Dạ. Ủa sao 71 lại bị ra mốt là khôn, đúng là 91, 91, 91, 92 thầy Long Biển nha, cái này là từ là khôn. từ mọi người tỉnh nha, xã tỉnh như mọi người chịu nha, thầy Long Biển này nha, anh coi phim luôn cũng được, coi phim ghi âm luôn, nha, bệnh chỗ nào về sửa chỗ đó. Cái này thầy đến nhà giải à, tiền không có nha. Đúng rồi, bác cái bản tầng là học viên là thầy thấy 5 triệu đó, còn người ngoài là 10 triệu đó. Muốn giảm 5 triệu đâu. Ừ, đúng rồi. Giảm không giảm đâu, em không phải học bài. Rồi, bây giờ quay lại này, cái thứ tư, cái đầu tiên là nhà mình là 122 độ đúng không? 122 độ là hướng đông nam 1. Cụ thể ở đây là hướng thìn. Rồi, đó. Tức là một cái hướng lớn của mình nhá, nó chia ra ba hướng nhỏ. Tức là bình thường là mình là đông nam hay là nam hay là tây nam là một cái hướng lớn 45 độ. Thì trong 45 độ nó chia ra ba cái hướng nhỏ, mỗi hướng là 15 độ. Đúng không? Thì nhà anh nó nằm ở cái hướng đầu tiên của cái đông nam 1, là đông nam, thì nó là đông nam 1.
và cái dưỡng của nó, cái tế dưỡng là thìn. Đó, tế dưỡng là thìn nên có phải năm vừa rồi, có phải là năm tuất không? Đúng chưa? Mà thìn tuất là xung nhau. Thôi năm vừa rồi đấy, là nhà anh dễ có chuyện. Đó, mình chưa dám khẳng định là sẽ chuyện gì, nếu như mình chưa biết là biết cái chuyện của anh thì mình chưa dám là khẳng định gì. Nhưng mà rõ ràng là thìn với tuất là xung này này. Đúng chưa? Nó lại là thiên la địa vọng rồi này. Ờ, nhà anh đang ở hướng tòa là thiên la địa vọng, lưỡi trời lông lồng. Làm anh chắc cũng dễ trục trặc lắm. Có bị ai gai hang gai đôi gì không? Không. Cái hướng này chắc cũng dễ lắm. Khi học đi làm đúng không? Khi học xong đi làm đúng không? Yeah. Hôm này mà ở hướng Đông Nam là bị hướng quỷ. Hôm. Rồi. Mình lấy bà Huyền Phong trước, tí nó bắt tạch mình chơi sau. Đúng chưa? Mình cho... Còn đương nhiên mình sẽ có lấy đại quái một cái sao, bởi vì anh đo một điện thoại nó không có trợt giá, cho nên là đại quái mình có thể bỏ qua. Bây giờ mình lấy Huyền Phong trước. Bây giờ cái Huyền Phong này, cái đầu tiên này là mình sẽ... Đúng không? Cái cửa nhà là số... Số 6 này. Đúng không? 6 và 8 này, nhưng mà cửa là lấy số 6 này. Như vậy cửa nhà là vào là số 6. Đúng không? Mà mình là vận tám. Tiếng số 6 đã đạt qua rồi. Mình gọi là quái khí, tức là lấy cái khí suy, không lấy được khí vượng. Nhưng mà vẫn có một cái máy mắn ở chỗ là số 6 này nó vẫn nằm trong cái tám cát, cho nên là nó không quá xấu. Đấy nhá, tức là mặc dù nó suy nhưng mà nó cũng không quá xấu. Nó cũng không được tốt, nó cũng không quá xấu. Đấy nhá. Thì về cái khí lấy trong nhà là tạm được. Tuy nhiên mà có một cái là số 6 này là hành kim. Được chưa? Số 6 này là hành kim. Mà trong nhà mà bố cục của nhà mình thấy xấu thì đương nhiên số 6 này tự nhiên nó xấu. Nó thành xấu. Cho nên là nhà đầu tiên là những người trong nhà sẽ mắc bệnh về kim. Đó, bệnh về kim thì những cái bệnh dễ nhất đó là xương khớp. À, rồi phổi. Rồi họng, cổ họng á, đúng không? Rồi lưỡi. Miệng. À, đó là những bệnh liên quan đến hành kim. Ở nhà này sẽ bệnh hành kim nặng hơn là bệnh hành bọt à, hành khổ. Miệng lưỡi. Gặp những cá thực tế như thế này mọi người chịu khó luận á, chịu khó nhìn, chịu khó luận để mình có kinh nghiệm. Rồi, tiếp theo bây giờ ở ngoài nhà rồi xong rồi chúng ta sẽ vào trong nhà. Được chưa? Trong nhà thì bếp. Bếp có phải nằm ở số 5 không? Anh ạc với cái khung này vào, có phải bếp nằm ở số 5 không? Bếp thì là hỏa, đúng không? Số 5 là thổ. Mà nói thôi, từ chỗ nào số 5, số 2 là xấu. Bếp, giường ngủ, cửa. Như vậy bếp là một trong những vị trí mà dễ phát bệnh nhất trong nhà. Thì nó nằm ở số 5. Mà nó là hỏa, nó sinh cho số 5 này được. Đúng không? Hỏa sinh thổ. Nó tính cho số 5 nên số 5 là phát là rất là bệnh. Được chưa? Đó. Cho nên là gì? Số 5 thổ là bệnh về thổ. Được chưa? Bệnh về thổ thì là gồm gì? Dạ dày, hệ tiêu hóa. Thỉnh thoảng có bệnh về da, nhưng mà bệnh về da thì gặp đa phần sẽ là hệ tiêu hóa. Rồi, có phải là thổ nó tiếp tục nó đầy sinh ra kim này không? Số 6 này kim, khí của nhà vẫn là khí kim, đúng không? Cho nên là mặc dù cái thổ này bị phản tác rất là mạnh nhưng mà nó tiết cho kim bớt này. Cho nên tính ra là bệnh về kim này là mạnh hơn là bệnh về thổ. Còn nếu như đây không có kim thì sẽ là bệnh về thổ. Giống như cái nhà có bóc của mình á, đúng không? Còn ở đây thì là nó tạt qua kim rồi, cho nên là vừa thổ vừa kim, không phải đâu được.
Rồi, tiếp tục. Xẹp phòng ngủ. Đúng không? Bếp về phòng ngủ, mang cái chỗ dễ nhất trong nhà. Thì bây giờ cái phòng ngủ này đầu tiên tính đến cái đại cục. Được chưa? Có phải nó nằm ở số 2 không? Đúng rồi. Đúng không? Nó nằm trên số 2. Đó. Nằm trên số 2. Số 2 cũng là hành khổ tiếp. Nếu mình để đến giữa thì mình có gì để cái phòng đó đó. Dạ, anh cũng bình tĩnh, từ từ tỉnh người anh sẽ tính. Phải đường nào phải đo mã hết rồi. Đường mốt ở nhà anh mà cũng bệnh không rồi nha. Nhưng mà lo. Cũng hay là đi học được ta này đó. Rồi quay lại cái bếp này này. Có phải bếp nó nằm tại số 5 không? Nhưng mà bếp lấy khí số 7. Bếp lấy khí số mấy? Số 4. Bếp lấy khí số mấy? Lấy số 4 như mấy? Bếp lấy khí số 2. Lấy hướng tinh chứ sao lại lấy sơn tinh? Có phải cái cửa là đây không? Cửa đây đúng không? Cái bếp nó nằm bên cạnh này đúng không? Đây có phải là lấy khí số 2 không? Nó phải nằm ở đây, nó mới lấy khí số 6 chứ. Đúng không? Khí số 6 là khí nó sống thẳng vô nha. Nó phải nằm ở giường này, nó mới lấy khí số 6. Không phải nó nằm lệch ở đây thì nó bị lệch đi cái cửa đây thôi. Nó phải lấy cái khí này chứ. Thì bây giờ chị tính tiền thì bếp vào trung tâm đúng không? Thì có phải là cái cửa đó tính tiền cái dưới này không? Đúng không? Mình tính tiền hết vào trung tâm. Thì cái cửa này nó là cửa bếp đó, nó tự nhiên nó sẽ tính tiền vào đấy. Đúng không? Cho nên là bếp lấy khí số 2, 5 tài số 5. Đúng không? 5 tài số 5 mà lấy khí số 2 thì tạo ra cái cục 52, cái cục này là cái cục úng. Tiếp tục thêm một ung thư nữa này. Rồi, tiếp tục. Bây giờ cái giường ngủ của mình ở đây là số 2. Nếu bây giờ tức là tính cả căn nhà đúng không? Đạp cái này vào căn nhà thì cũng nằm đến số 2. Bây giờ mình đưa cái này mình bỏ gọn vào trong cái phòng ngủ của mình. Đúng không? Đưa nguyên cái cục này. Đúng không? Cục này bỏ trong phòng ngủ của mình chứ phải tiếp tục đến số 2 nữa không? Vẫn nằm đến số 2 tiếp không? Đúng không? Đấy. Có nghĩa là gì? Đại vũ trụ hay tiểu vũ trụ cái tổng là số? Đắc rồi. Số 2. Cái màn hình kia được chưa? Bây giờ đại vũ trụ tiểu vũ trụ chỉ cùng là năm đến sơn tính số 2. Bây giờ cửa phòng ngủ lấy số mấy? Cửa phòng ngủ lấy số mấy? Đừng lo còn gì nữa. Đúng không? Bây giờ mình ôm nhỏ cái này vô cái cửa này thì có phải là ngay cái cửa này là số 5 nó nằm đấy không? Thì như vậy là 5 tài số 2 lấy khí số 5 nó thêm một cách cục 52 nữa. Đúng không? Thêm một cách cục ung thư nữa. Tính xem từ năm ngoái có con số gì mà tại cái chỗ nhạy cảm này. Đúng không? Khi tính năm vậy là biết. Năm một tháng. Năm ngoái số
được chưa? Tổng lại là cái nha nhìn đỡ cùng thị thị lên nhìn đúng không? Trong trường vùng quả đẹp, bẹp quả đẹp. Bây giờ cái cách chừa mà tạm hơi nhất á, gọi là đối phó nhất á của anh á. Nhờ cái gì đi quá trước. Đó, hát cái điều đó bây giờ. Em nói giờ cái cuối cùng. Cái điều này cái gì đó. Hả? Sản xuống cuối cùng, cùng khoảng số 5 kìa. Số 5. Nhưng mà số 5. Còn nếu không thì bây giờ chuyển nó về con số chuyển nó qua một xíu góc bên đây, ở giữa bên đây. Số 4 đó. Sao bốn chỗ đang gì rời giường ra đó mày bảo chuyển bếp sao được? Tại cái bếp mà chuyển ấy mà giờ như chỗ nhưng mà giờ cái cầu thang đó cái đó để mắc cầu thang rồi à, mắc cầu thang cầu thang nhà sàn giấy vàng một cỏ được rồi khó quá cao khó sửa là những cá này mà theo anh nghĩ là cần phải chỉnh cửa là hay nhất đúng không? Cơ bản hay nhất. Còn không là phải đổi về phương trường ngủ. Chứ không nhà nhà này là phía nhau như vậy. Còn một cách nữa là rơi xuống phòng ngủ phía trước. Đúng không? Chơi chỗ không ngủ về trước đấy, cửa một trong hai chỗ này đúng không? Chỉ có điều là lúc đó là à đúng rồi, cầu thang là lấy nó đi dưới đây lên đây đúng không? Đúng rồi, đúng không? Vậy là mở cửa bên này nó vừa đẹp luôn. Chơi chỗ ngủ đó không được. Có phải là không được hay của anh là đi rất là phòng khách là thầy còn chơi tầng 1, tầng 2 nữa đấy. Đúng rồi, tức là cái cường phòng ngủ tầng 1 đó. Tầng 1 thì bây giờ là ở phòng trước chống. Nó sẽ như vậy đúng không? Cửa nó sẽ nằm bên đây đúng không? Cái cửa cái gì nhé? Cửa này. Cửa cùng 6, cửa nó nằm từ hai bên này. Nhưng mà cửa này vẫn nở hơn. Nó xấu nhưng mà nó ít xấu hơn cửa này. Nhà anh Giang mày ngay sau mày mét ngàn bốn mét tính từ cái chỗ mà cái góc vuông tới cái bếp phần bếp đó này nó là 4 mét dài 9 mét mày thì ơi gia trình này thì cũng thể để cửa vấn đề cái này để chưa lại được ngắn quá đúng không? Không thể lấy chỉ số 6 được. Nhưng bây giờ thì còn một cách duy nhất cả không đến cả không dưới luôn nha, hoặc là bây giờ anh để cái giường như thế này ngủ thế này, dạ yeah, hoặc là phòng trước như thế này, đó bảo đi ngủ, à, có phải là nếu như ở đây thì mình để chỉ số 6 không? Đúng không? Nếu phòng ngủ đấy mình để chỉ số 8 nghĩa là phòng ngủ trước nay vẫn ok hơn phòng ngủ sau này, anh rơi xuống tầng 1 à, lầu 1 ngủ ở phòng phía trước, đặt lại cái giường như thế này, đây là tủ cảnh tạm thời cho nhà anh. Bây giờ là cái bếp. Bếp để đây không được, để đây không được, để đây không được. Để đây cũng được, để đây không ngủ không đâu hết đây. Trung cung không được, đây là cửa nhà thôi. Để đấy không được, để đấy không được, để đấy cũng không được. Để được. Nhà này để chỗ nào đi. Thầy lớn. Nhà này đi ăn cơm nhậm đi. Bây giờ nếu mà tạm thời á, thì giờ cái bếp để chuyển xuống thì chỗ cầu thang đỡ thôi. Chứ còn đỡ được chỗ nào đâu. Làm sao để cầu thang nó bất tiền lắm. Thì ấy là tạm bây thời. Bây giờ như vậy đấy có phải là số 5 không? Đúng rồi. Đây số 1 đó. Đúng rồi. Hết. Đây số 5 không? Hết. Đây cửa nhà, đây trung công nhà, đây phòng 6 này phòng ngủ rồi. Ở đây số 2. Hết. Đây số 6. Số 6 là anh còn bị biết đúng không? Sớm tính số 6 là không được đặt bếp can đúng không? Rồi đây số 2 tiếp đúng không? Như vậy là chỉ có đặt được cái chỗ này
không vừa thế này thì mới được rồi, đúng không? Chỉ có chỗ này thôi này, đúng không? Mà chỗ này thì sẽ để gặp tiền bạc, đúng không? Rồi bên bếp đặt lên tên nó sẽ đầu tiên, cái nhà sẽ có vấn đề với tiền bạc thì nhưng mà bệnh tật nó sẽ đỡ hơn. Thế như vậy là cái bếp anh phải cắn ở dừa này này, đúng không? Đây anh chia ba ra, đúng không? Thì cái bếp nó nằm ở 1/3 này, nó nằm ở trong dừa này này, và anh tách cái bộ dừa này ra, nó là cùng chữa gọi là cấp cứu cho anh, cho nhà anh. Nhưng mà giờ thì là tiền bạc lại mất. Không, là tiền bạc nhiều lắm đó. Còn hơn từ đi chữa bệnh hết người này đến người khác. Không phải giờ. Bệnh lâu chưa? Bị cái là đi một bố lâu ấy. Mới phát hiện ra là được. Mới phát hiện ra là được. Mới phát hiện ra là được. Năm ngoái. 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 Lực tốt này, tốt sung này. Nên là chẳng có chìm. Năm nay là phát hiện sớm. Gọi là mới chứ. Đi giải thích. Hai người đào qua nó, hay là tự phá đó. Là bóng bọc cái lên. Nên nha, mà là không người xấu mà hại tụi em mà tới lên. Em đâu? Rồi, coi thử phí tính của năm ngoại xem thử nó như thế nào. Coi sơ bộ. Năm ngoái là 2018 số mấy đúng không? 9 á. Đúng không? 1 là trường 7 ta. Ngoái trái học lại. Không, công ty của Nam là tỉnh 11 trường 4 cộng đúng không? Đúng rồi. Giờ hoàn thôi. 9, 21 đúng không? Số 9 trung cung. Đúng không? Ta sẵn luôn rồi thầy. Nằm trong cung đó, nằm sẵn luôn đó. Có, tàu lao cái số 9 này sơn đó. Sơn, ừ, nó vô luôn. Chết lại. Đang sơn luôn. Nhưng mà có gì nó cũng đúng không? Mà phía con nó phía nghịch nữa. Đấy đi, Nguyễn Long có cái này là sai theo hướng nữa mà. Cái này là sai theo hướng học viên. Chạy theo nhà. Biết đó, số 9 trung cung thôi. Nhưng mà có phía con nó phía nghịch nữa. Và phía thời gian học phía con. Hiểu không? Đây là 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đông Nam là số 8 rồi này. Đúng không? Tòa là số 1 này. Cả nhà lại. Xoay lại, như vậy là số 3 hả? Số 3 tới cửa. À, số 3 đúng không? Đúng rồi. Xoay lại. Đâu có số 5 này. Đấy bắc này đúng không? Bắc. Đây là 8 này. Đúng không? Đây là 4 này. Đây là 6 này. Đây là 2 này. Đây là 1 này. Đây là 5 này. Đây là 3 này. Đây là 7 này. 8. Ủa, ngoài số 8 rồi mình còn tìm dấu này. Nhưng mà cái giường thì vẫn là số 2 này. Đúng rồi, giường nó vẫn là số 2 này. Chỗ ngủ vẫn số 2 này. Bếp là lấy khí số 4 này. Đúng không? Một sinh hỏa, hỏa sinh thổ này. Đúng không? Cho nên là mặc dù có được số 8 tới nhưng mà số 2 nó lại tới giường ngủ. Tới giường ngủ, tới bếp, tới cửa là 6. Rồi số 4 nay nó lại sinh nữa. Nó chưa cái tháng đúng không? Ôi, cái tháng thẳng nó mệt quá. Nó nắm được rồi. Tháng bị đánh dậu, mỗi kiểu tháng bị đánh dậu luôn, tháng kim luôn. Nhưng mà giờ ngồi khi tinh thẳng nó mệt quá. Nó nắm được rồi. Rồi vậy ha, như vậy là huyền phong sơ sơ là dứt điểm được người này rồi. Thấy rồi. Tự nhiên sẽ thấy phong thủy của mình đó. Sẽ không công chung chết lại. Cái bếp này chỗ 189 mới được này. 189. Để cái bếp này cho nó. Đáng không ngủ mà. Không thì em để cái bếp ở đó bỏ phòng ngủ đi. Để cái bếp ở đó là bỏ bếp bên kia hết, bỏ hết thì nó được. Vâng, anh đợi anh.
vì bỏ mất cái phòng. Tại ngày xưa là tính làm vậy đó, nhưng mà sao mày tại vì không có chỗ là mới làm cái phòng. Cũng được đúng không? Cùng đủ số tạm ấy. Tiền, đó tiền. Nói chúng nó sẽ đờ bình hơn thôi. Cái con tiền bạc mà sẽ về gặp con cặp. Bên này thì cứ tự như bên này. Đúng không? Ở đấy tổn thân bên này tí. Đúng rồi. Đúng nói chúng ta chưa mà nói cái nhà anh không vào trong nó được mấy chỗ đâu. Đó là em là thật sự à, mấy chỗ này là đỡ hơn thôi. Còn thôi là để giữa nhà. Để đậu chữ vàng, ừ. Mùi là để đậu chữ vàng nhé. Bếp bây giờ, bếp bây giờ giữa nhà là được nhất. Nhưng mà anh phải chấp nhận là nhà anh sẽ nóng. Thánh phán. Nóng này. Người trong nhà sẽ nóng này. Và có thể dễ như bệnh viện áp tí. Vì vậy mà liên quan đến đổi máu, tức là có thể người sẽ nặng tĩnh rồi bình tĩnh rồi mắt đi ngoài rồi buồn có mà đấy bếp về của người chắc là từng sạch nhau đúng không? Theo à quên không bếp về của người kẹt nha à còn ngăn tương hả à đường không ngăn mà không ngăn người ta cũng cách cỡ 70-50 nhưng mà cũng ảnh hưởng nhiều về các ngăn. Bây giờ nó không công nghệ nó còn là tại vì bếp ở đây cái bồn rửa đúng không? Tao vậy hết. Rồi mày hát xong đi. Không chụp lại, không chụp lại. Chụp rồi. Có gì cần hỏi nữa không? Thầy biết chỉnh sửa. Nhà này là thiên đúng không? À, nhà này không có cửa hầu hả? Không có. Kém cục rồi. Vậy mà cháu người rất là thật.